Và trong phần 4 này thì thầy sẽ tiếp tục vẫn đi đi về phân tích cho tụi em một số cái hệ thống liên quan đến điều khiển vòng kín hoặc là điều khiển feedback. Thầy sẽ vẫn đưa những ví dụ. Và cái chương 1 này nè, nó rất là quan trọng tụi em. Nó sẽ giúp tụi em được có một cái nhìn rất là tổng quát trước khi tụi em đi vào những cái phần phức tạp. Thì nó sẽ cho em một cái nhìn tổng quát là mình đang làm cái gì, các hệ thống nó vận hành như thế nào. Trong phần 4 này thì thầy sẽ bắt đầu lại thêm một cái ví dụ nữa về cái thằng Clock Control. Các bạn, thầy sẽ đọc. Không biết là các bạn còn nhớ cái bài không nữa. Mình học cách đây 2 tuần rồi. Closed Loop Control, hoặc là người ta sẽ gọi tên Feedback Control được. Control, Feedback Control, hoặc là nó có một cái tên tiếng Việt á, hoặc là điều khiển vòng kín, hoặc là điều khiển hồi tiếp, hoặc là mình có thể chơi cái kiểu nửa nửa nạc để mở là điều khiển Feedback, điều khiển feedback. Thì mọi người cũng sẽ hiểu đó là những cái định nghĩa thầy vừa nêu. Thì một cái ví dụ tiếp theo thầy muốn đưa cho các bạn coi á, là đây là cái thiết kế của cái bộ điều khiển, thiết kế hệ thống của cái bộ điều khiển vòng kín này, hệ thống điều khiển, một cái hệ thống điều khiển vòng kín. Vậy thì thầy có một cái ví dụ là các bạn biết cái hệ thống cruise control rồi chứ gì? À, mình hay gọi là CCS. Thì bao nhiêu em ở đây là từng học thầy môn an toàn tiện nghi rồi em? Hình như thầy nhớ là lớp năm 3 này thầy dạy môn an toàn tiện nghi rồi. Các bạn có thể đính cho thầy câu trả lời là yes, no không? Các bạn đã biết, các bạn đã từng học thầy môn an toàn tiện nghi rồi. Nếu có thì các bạn yes, và không thì các bạn no. Ok, thank you. Cảm ơn các bạn. Ồ, mình tương tác rất là tốt rồi em. Ok. Nhìn chung không có quá nhiều. Nhìn chung không có quá nhiều. Ok, thì bây giờ thầy sẽ nói lại trong cái môn về cái thằng trong cái môn về thằng hệ thống an toàn về tiện nghi á, thầy cũng đã có nhắc tới cái khái niệm về root control, nhưng hãy nhớ rằng thế này. Nếu ở đây là cái ECU, ở đây là cái ECU. Và bây giờ ECU của CCS hoặc là ECU của CCS là bộ điều khiển của CCS á, bây giờ tích hợp vào hộp điều khiển động cơ rồi. Nếu đây là một cái CCU, ECU thì trong cái môn hệ thống an toàn và tiện nghi á, ECU đây là cái connector nè tụi em, và đây là cái dây điện đi ra, ok không? Thì trong cái môn an toàn tiện nghi á, thì mình sẽ coi như là cái bộ controller này mình không biết được cái cách thức bên trong nó vận hành như thế nào ấy, mình chỉ biết bên ngoài thôi, mình đấu nó với cái gì cảm biến hoặc nhận tín hiệu từ như thế nào, điều khiển các cơ cấu chấp hành như thế nào thôi. Có nghĩa là phần từ chỗ này nè trở ra là thầy đã dạy các bạn trong cái môn an toàn tiện nghi rồi. Nhưng ngày hôm nay á thì chúng ta phải suy nghĩ một điều rằng là vậy thì cái hệ thống cruise control về quy lý cơ bản á, nó được thiết kế dựa trên cái nguyên tắc gì? Bởi vì trong cái cruise control này mình sẽ có một cái con microcontroller, con chip ha, microcontroller. Vậy thì người ta phải viết cái giải thoại cho con này như thế nào? Từ những cái tín hiệu tôi thu về, từ những cái tín hiệu tôi đi ra để điều khiển, vậy thì tôi phải xử lý nó như thế nào để nó đạt được cái bài toán cruise control của mình ha. Thì trong cái môn học điều khiển tự động này thì thầy sẽ dạy cho các bạn là mình cũng học về cruise control nhưng mình không học phần bên ngoài nữa. Mình sẽ đi vào thuật toán, mình thiết kế làm sao đó. Giả sử mình set 80 km/h, cái xe của mình có thể tracking được 80 km/h. Mình sẽ học cái nguyên lý nằm ở sâu bên trong này để mình thiết kế.
ok không? Đó là sự khác biệt giữa hai môn. Ok. Môn này thì mình sẽ đi vào cốt lõi của cái vấn đề hơn tụi em mà. Rồi. Cruise control. Cruise control là cái hệ thống gì tụi em biết không? Em nào mà coi cruise control rồi á. Thầy bật cái video thầy đã dạy lớp an toàn tiện nghi. Cruise control on your Toyota is controlled by this dock. Ending. Cái cruise control là cái hệ thống mà trên xe bây giờ đa phần ấy, xe nào cũng có hết. Nó làm cái mục đích gì là nó với một cái mục đích ấy, là nó sẽ giúp em á, cái xe của em á, duy trì cái vận tốc mà em mong muốn, mà em không cần phải đặt cái chân của em lên cái bàn đạp ga nữa để điều khiển nữa. Và cái này rất phù hợp khi mình di chuyển trong quãng đường xa hoặc là mình chạy trên cao tốc. Đó. Thì bây giờ ở Việt Nam á, đường xá càng lúc người ta phát triển á, thì các xe thì đa phần là trang bị cruise control hết rồi. Vậy thì bài toán mình đưa ra là làm thế nào cái bộ điều khiển của cruise control có thể điều khiển được cái vấn đề vận tốc như vậy. Thì mình bắt đầu đi phân tích nữa rồi. Mình đi phân tích. Trước khi phân tích thì thầy hỏi một xíu nha. Giả sử thì có cái xe thế này đi. Cái xe của thầy đang ở dưới dốc nè tụi em, vẽ không có được. Rồi, giả sử thầy có cái xe đang dưới dốc, nó chạy 70 km/h à, thì nó giữ nguyên trong cái khoảng đường bằng này luôn. Vậy thì thầy hỏi em á, khi nó lên dốc thì nó chạy vận tốc bao nhiêu km/h nếu em trang bị cruise control, và tốc nó sẽ tăng lên hay giảm xuống? Các bạn có thể cho thầy biết trong ô cửa chỗ chat là đáp án là tăng, giảm hay là không đổi gì đó thì các bạn. Tôi sẽ vào sát qua đi. Giữ nguyên. Rồi, các bạn nói rằng là khi nó lên dốc thì nó sẽ không đổi. Ok không? Và khi nó xuống dốc thì sao em? Nó có thay đổi không? Bởi vì xuống dốc nó có quan tính sẽ nhanh hơn. Rồi, ok, các bạn đa phần là các bạn trả lời đúng hết trong hai cái câu hỏi như vậy. Nếu xe của em bật 70 km/h thì em chạy đường bằng cũng như em chạy lên dốc và cũng như em chạy xuống dốc. Ok không? Đó là những gì mà cruise control mang lại. Vậy thì cruise control nó có dính dáng gì đến góc mở bướm ga không? Liệu rằng mình chạy ra ngoài đường kìa, để chạy 70 km/h mình giữ nguyên bướm ga ở một cái góc không đổi bằng constant đi. Vậy thì cruise control có phải là điều khiển bướm ga ở một cái vị trí không đổi không em? Không phải như vậy. Em hãy để ý rằng là nếu em để bướm ga ở một vị trí không đổi, em chạy đường bằng, thì có thể là cái xe nó sẽ tăng tốc rất là chậm, gần như là nó ví dụ lên 70 km/h thì em có thể giữ nguyên được. Nhưng mà bây giờ em lên dốc thì lập tức là với cái góc độ bấm ga đó thì cái xe nó sẽ chịu vận tốc, nó sẽ giảm xuống. Tốc nó giảm xuống. Hoặc là khi xuống dốc với cái bấm ga không đổi như vậy á, thì vận tốc nó sẽ tăng lên. Những cái rule control trong cả ba trường hợp này nó đều là 70 hết, 70 hết. Và chắc chắn là chúng ta sẽ không điều khiển bấm ga ở một cái góc cố định. Ok. Rồi, rất là tốt. Vậy thì cruise control nó điều khiển cái gì bây giờ? Hãy chú ý. Chúng ta phải đặt câu hỏi tiếp theo nữa là vậy thì cái mà hôm nào thầy đề cập ở đây á, là một cái thiết kế chung của bộ điều khiển chính. Vậy thì cái đầu tiên mình phải đi tìm hiểu đó là process là gì? Đối tượng điều khiển là gì? Trong bài toán cruise control thì đối tượng điều khiển là cái gì các bạn?
cái chữ P của mình ấy. P của mình ấy. Là cái gì? Để cho thầy biết được. Mình đi điều khiển cái gì bây giờ? Cái đối tượng điều khiển của mình nha. À, vận tốc của xe. Cụ thể hơn tí nữa được. Cái đối tượng điều khiển nha. Ai có thể comment cho thầy biết được không? Tốc mà đúng ga. Ok. Cái đối tượng đó em nhìn kỹ đi. Hôm nào thầy cho em một loạt ví dụ rồi. Có cái đối tượng nào mà nó là một cái chỉ số cụ thể không? Có. Thì đó là một cái đối tượng nó sẽ có đầu vào và đầu ra. Tốc mà bước ra thì em nói rất là cụ thể. À, vận tốc xe rất cụ thể rồi. Quá cụ thể. Cái đối tượng để em đi điều khiển cái vận tốc không đổi chính là cái xe của em á. Cả cái xe của em á. Cả cái xe em, mục đích của em là đi điều khiển cái xe chứ không phải đi điều khiển cái bấm ga. Ok không? Mục đích của em là đi điều khiển cái xe với vận tốc bao nhiêu đó chứ không phải đi điều khiển bấm ga. Thì đối tượng của em phải là cái xe. À. Một cái đối tượng thì nó có đầu vào và đầu ra. Vậy thì đầu ra sẽ là gì? Bài trước thầy đã nói rồi, đầu ra chính là những cái thứ mà mình cần đi điều khiển nó. Thì đầu ra sẽ là cái gì bây giờ ta? Đầu ra chính là vận tốc xe. Đầu ra chính là vận tốc xe. Và thứ chúng ta đi điều khiển đó, chúng ta mong muốn đó, là thằng này nó phải theo được cái mà chúng ta cần. Cái đầu ra của hệ thống, đầu ra của đối tượng. Vậy thì cái gì tác động vào xe sẽ sinh ra vận tốc xe? Cái gì tác động vào xe sinh ra vận tốc xe? Rõ ràng là không phải là cái bướm ga rồi. Cái bướm ga em có thấy không? Bướm ga nó nằm trên xe, nhưng cái xe đâu có chạy được. Cái gì ta? Các bạn, một số bạn bảo là cái động cơ này. Không phải. Cái xe nó đậu ngoài bãi xe ấy. Nhiên liệu ha, các bạn lấy Đức Hậu bạn nói là nhiên liệu. Cái xe đậu ngoài bãi xe ấy, nó có động cơ, nó có nhiên liệu luôn. Nó đâu có chạy được. Người tác động. Em đi xe ô tô người tác động, người đẩy ha. Nghe có lý ha. Em thấy autonomous vehicle, xe tự hành đâu có người tác động. Nó có một thứ duy nhất giúp cái xe nó chuyển động được. À, các bạn suy nghĩ quá quá phức tạp cái vấn đề rồi. Công suất bánh xe. Đúng. Để bánh xe chạy được á, chừng nào tôi xuất hiện cái lực giữa cái bánh xe á và cái mặt đường á. Lúc nào chừng nào xuất hiện cái lực ép này nè, ép kéo này nè, thì cái xe nó chạy được. Em hỏi là tại sao có cái động cơ nó nổ mà xe không chạy được? Bởi vì em chưa vô số, em chưa tác động được moment đến thằng này và nó chưa truyền được cái lực ép này vẫn bằng không. Em có thấy một số cái xe nó chạy trên đường băng trượt đúng không em? À, cái bánh xe nó quay, em bảo cái bánh xe cần cái bánh xe để cái bánh xe quay, cái bánh xe rất là quay luôn, nhưng mà nó quay mà cái xe nó vẫn đứng im tại chỗ luôn, lực ép được bằng không. Lúc đó rất nhỏ gần như bằng không rồi. À, chỉ khi chừng nào nó xuất hiện cái lực ép này á, thì cái xe nó sẽ chạy. Cái động cơ em tắt nó đi. À, và người mình súng vô mình đẩy cái xe nó vẫn chạy. Bởi vì vẫn nó xuất hiện cái lực ép này. Ok không? Như vậy á, khi xuất hiện được FK này nè, chính là cái input đầu vào. Cái FK này nó thay đổi sẽ dẫn tới cái VX thay đổi. Ok không? À, có cái thằng FK này thì có VX. Muốn tăng VX thì tăng thằng FK này lên, muốn giảm VX thì giảm thằng FK này xuống. Ok không? Đó là cái đối tượng điều khiển của mình. Vậy thì coi tiếp theo. Cái gì tác động để sinh ra cái thằng FK này?
Và cái chữ phía trước đó thì mình đã biết rồi, cái chữ trước là chữ A là actuator, mình đã biết rồi. Cái gì bây giờ? Rõ ràng trên xe của mình nhé, mình là xe sử dụng một cái đốt trong ha, thì cái này sẽ là cái engine, động cơ. Là cái động cơ của mình. Động cơ của mình nó sẽ phát ra công suất, nó sẽ phát ra lực, nó phát ra moment. Nhưng đi đi nó truyền động từ động cơ, truyền động qua các cơ cấu truyền động, xong đó rồi cũng phải ra cái bánh xe và cũng thành cái FK này. Vậy thì động cơ là nó sinh ra, và động cơ chính là cơ cấu chấp hành nha. Tiếp tục. Cái gì tác động vào động cơ để thay đổi được cái FK này? Chính là bộ controller. Đây là bộ controller. Bộ controller. Chữ C chính là bộ controller. Vậy thông số ở đây là gì không? Mình tác động vào động cơ cái gì đó, một thông số gì đó để thay đổi được cái FK này. Cái gì? Thì số truyền không phải. Lượng nhiên liệu không phải luôn. Có một thứ cực kỳ đơn giản đấy, tín hiệu. Cụ thể đi, tín hiệu phải nói tín hiệu nào em, tốc độ quay không vậy? Em đi xe máy, em đi xe máy tác động vào cái gì, vào cái động cơ vậy? Cái động cơ của em bị cái tín hiệu tay ga đó chính là cái, về cụ thể lại nó sẽ chính là cái tín hiệu gấp mở búng ga, hoặc là cái tay ga của tụi em á, hoặc là chân ga của tụi em á, nó là cái tín hiệu đầu vào, và khi mình tác động đến nó thay đổi ấy, thì đằng FK này sẽ được thay đổi theo. Ok không? Đừng có nghĩ rằng đây là cái xe mà nó chạy phun xăng em thay đổi nhiên liệu. Bởi vì xe sẽ chứa vào khí mà em vẫn lắp bộ cruise control vẫn được. Sau này rồi các bạn có những hệ thống cruise control trên xe điện thì sao em? Vì vậy á, tụi em mới chọn cái đại lượng này chính xác. Ok. Rồi, như thế này á. Như thế này là bộ điều khiển mở này em. Vậy thì cái có phải cái thằng controller này nè, controller ở đây á, thì thầy chưa nói là cái gì hết. Controller này có phải là nhận được cái vận tốc mong muốn em, thì gọi là VD. D là viết tắt cho cái từ design. Các bạn vui lòng là phải viết nha, ghi lại vào tập vở nha. Design ấy, là cái vận tốc mình mong muốn nè. Vậy thì mình phân tích thêm một câu hỏi nữa là bây giờ nếu tôi không có hệ thống cruise control, tôi có chạy ra xe ngoài đường với vận tốc 70 km/h được không? Với vận tốc không đổi không? Là 70 km/h được không? Được ha, câu trả lời là được. Em ra ngoài đường em chạy được ha. Em có thể em lại điều chỉnh tay ga làm sao đó để cho cái kim đồng hồ của em ở 70 nè. Cái kim nó chuyển động quanh cái khu vực này được, có nghĩa là cái xe em đang chạy 70 được. Nếu lên dốc, em bảo nếu lên dốc, nếu lên dốc thì bây giờ em đang chạy đường bằng, giả sử em mở góc 30 độ đi. Nếu lên dốc em đổi nó góc 35 độ. Thì cái xe nó vẫn 70 và xuống dốc em giảm cái góc lại. Thì nó vẫn 70 được, và câu trả lời ở đây là được. Vì vậy cái bộ controller đầu tiên của thầy muốn nói ở đây á chính là con người. Con người có thể làm được điều đó. Nếu con người làm điều đó thì cái tín hiệu feedback nè, đấy, tín hiệu feedback về này là cái gì? Cái tín hiệu feedback về á, thì trong cái hệ thống của mình á, thì mình có một chữ S là mình ghi sensor. Nhưng rõ ràng á, nếu mà thì sensor không thể feedback về cho con người được. Trong bài toán này á, cái tín hiệu feedback á, sẽ là eyes, mắt. Cái đôi mắt của mình á, sẽ cho mình biết được cái xe mình đang chuyển động với vận tốc bao nhiêu. Eyes không có S thì có nghĩa là một mắt là vẫn có thể giám sát được.
Vậy thì bài toán sẽ ra ở đây là như thế nào? À, đây eyes là một cái sensor để feedback về cho con người á. Đó là một cảm biến của con người mình. À, giả sử vậy thì feedback về cái gì bây giờ sẽ là Vx nó nằm ở chỗ này. Ok. Ngay cái khối này thầy đi sâu vào một tí, thầy vẽ lại cho các bạn coi, nó sẽ không phải như vậy đâu. Nó sẽ như thế này. Tín hiệu đầu vào VD. Tín hiệu feedback tới VX. Ở đây nó có một cái khối, nó ghi là cộng đây và trừ đây. Đây chính là cái khối so sánh rồi em. Tôi chưa thích rồi nha. So sánh. Comparator. So sánh cái gì? Em so sánh giữa tín hiệu đầu vào, tín hiệu mong muốn và tín hiệu thực tế. Ok. Khi em so sánh giữa tín hiệu mong muốn và tín hiệu thực tế rồi thì em có một thằng đầu ra ở chỗ này, thì đặt nó chỗ này là E. Ok. Vậy thì trong cái lúc này E bằng cái gì? E E thường á, bằng VD vận tốc mình mong muốn trừ đi vận tốc thực tế. Đó là lý do tại sao phải đặt cái dấu cộng ở đây, dấu trừ đây. À, thì cả cái bộ này nó có một cái tên gọi khác nữa, nó gọi là negative feedback. Nó gọi là negative feedback, có nghĩa là cái tín hiệu anh em feedback về á, anh cho nó là negative. Ở đây nó sẽ điện dấu trừ này, em thấy không? Trong một số bộ điều khiển khác về tín hiệu feedback nó sẽ là positive feedback em. Thì ở đây nó sẽ là dấu cộng. Và mình dịch cái tiếng Việt là hồi tiếp âm. À, hồi tiếp âm. À, hệ thống hồi tiếp âm. Ok. E sẽ bằng VD trừ VX. Ok. À, E sẽ bằng VD trừ VX. Rồi, ok. Bài toán tiếp tục. Bây giờ thầy giả sử vận tốc thầy mong muốn VD bằng 70 km/h. Ok. Mà thầy ra ngoài đường á, thầy bắt đầu thầy chạy. Thầy mong muốn là 70 nó nằm ở đây. Mà kim của thầy bây giờ nó đang chỉ ở tầm là 50 à. Ok không em? À, khi 50 thì mình sẽ xử lý như thế nào nè. Ok. Thứ mình mong muốn là 70. Thứ mình feedback về được ở chỗ này là 50. Ok không? À, như vậy á, hợp đầu của mình là Vx của mình á, bằng 50. Vậy thì E bằng bao nhiêu các bạn? E bằng VD trừ V cho Vx. Bằng 70. Em đem trừ cho 50. Ok không? Bằng 20. À, chỗ này là bằng 20. Vậy thì em làm bài toán là em nhìn thấy cái em mong muốn là chỗ này nè. À, nó đặt tới đây. Như vậy là có nó còn khúc này. Đây, các bạn đợi tôi xíu, tôi có điện thoại. Các bạn, độ sai lệch của mình sẽ là 20. Hả? Thì mình sẽ làm gì? À, nếu mình biết được 20 thì cái con người mình nè, mình sẽ làm gì với cái bướm ga bây giờ các bạn? Rõ ràng á, em đang thấy em đang là chạy là 50 thì em sẽ thấy chênh lệch là 20, thì rõ ràng cái bướm ga bây giờ á em phải mở rộng ra hoặc là tăng tốc, mở lớn lên. Khi bướm ga mở lớn lên thì cái engine này nè, nó sẽ sinh ra cái torque, cái moment nó sẽ lớn lên dẫn tới cái lực ép nó sẽ tăng lên và cái vận tốc xe của em sẽ tăng lên. Như vậy là vận tốc xe của em từ 50 nó sẽ tăng lên. Nó tăng tới khi nào á? VX bằng 70 luôn em.
thì E bằng mấy? E bằng 0 em. 70 trừ 70 bằng 0 em. Nếu với X bằng 70 bằng 0 có nghĩa là cái kim đồng hồ của em đã là tới 70 rồi. Thì em sẽ làm gì em? Nếu em đi ngoài đường em làm gì? Em sẽ chẳng làm gì cả. Em giữ nguyên cái tay ga như vậy luôn. Em không có tăng nữa em. Khi em không có tăng nữa thì cái vận tốc xe của em á, nó sẽ gần như trong cái tích thời nó sẽ không có tăng nữa. Nhưng về lâu về dài nó sẽ tăng em. Nó sẽ nó đầu có tính ban đầu nó sẽ tăng. Ok, nó chuẩn bị thoát. Ok không? Hoặc là em xuống dốc á, nó sẽ tăng. Và trường hợp tiếp theo á, với x á, à ok, mình sẽ còn là một phút nữa. Với x mà nó tăng lên 90 á, à, thì sai số của mình á sẽ bằng trừ 20 em. Ok không? Nếu trừ 20, thôi bây giờ mình sẽ không còn thời gian nữa. Thì mình sẽ nghỉ 10 phút nha các bạn. Thầy sẽ share video này, thầy nó mất thời gian nữa. Thầy sẽ quay lại. Ok không? Rồi các bạn nghỉ với là 10 phút. Ok. Thầy cần thời gian để lưu cái video lại rồi. Nên là mình nghỉ từ 10-15 phút nhé. Rồi chào các bạn 15 phút sau gặp lại. Tiếp tục. Yeah.